Dạ em chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em. Sáng hôm nay á, em sang đi chợ Liên Hương á, có mua được một ít cá với lại mấy con nghêu tươi lắm. Con cá này á, ở em được gọi là cá bò hòm. Tuy nhìn nó xấu xí vậy thôi nhưng được mệnh danh là thịt gà đại dương đó. Do cá có thịt màu trắng, chắc, vị ngọt, ăn ngon như là thịt gà vậy. Cái con mà trắng trắng có bốn cái sừng phía bên này á, cũng là cá bò hòm luôn. Tuy là hình dáng nó hơi khác nhau một xíu nhưng cũng là bò hòm, với lại thịt ăn cũng ngon như nhau vậy đó. Còn phía bên này chắc là cô chú anh chị mình biết rồi ha. Cái này là con nghêu. Nghêu này thì mua ở đâu cũng được hết á, rất là dễ tìm luôn. Còn cá bò hòm hôm nay á, em sang chỉ làm sạch ruột thôi. Còn nghêu á, thì em cũng sẽ rửa sơ rồi đem đi nấu ăn. Hôm nay một phần em sang phần hấp thái, còn một phần em sang chỉ chiên trứng. Cái phần ngao mà chiên trứng, trước khi chiên em sẽ đi luộc để mà lấy cái phần thịt. Cho thêm nước vào đây. Trong lúc đợi nghêu nó chín á, em sẽ đi lặt một ít rau. Phần nghêu hấp thái hôm nay á, em sang sẽ là hấp với cùng với lại rau muống. Cho nên là rau muống em sẽ lặt bớt cái phần lá, em chỉ lấy cái phần cọng thôi. Thank you.
Nghêu của em á nó cũng chín rồi á, để em vớt ra. Để nấu ngao chiên trứng á, em sang sẽ cắt nhỏ một ít hành lá, ngò, còn bắp Mỹ em sẽ tách hạt. Ngao nó nguội á, em sang sẽ lấy cái phần thịt ra. Ngao hôm nay em mua thì cũng không có được chắc lắm. Bắp Mỹ trước khi chiên trứng á, em sẽ đi xào sơ để mà cho bắp nó được chín. Em cho vào đây một hành tím để mà phi cho nó thơm. Cho tiếp bắp Mỹ vào để mà xào luôn. Em cho thêm một xíu tiêu nữa. Bắp của em nó cũng được rồi á. Bắp nó cũng nguội nguội rồi á, em sẽ cho tiếp hành, ngò với lại ngao vào luôn. Em đập thêm trứng vịt bỏ vào đây. Để tăng độ kết dính á, em sẽ cho thêm một xíu bột năng nữa. Trộn đều nó lên. Dầu nó nóng rồi á, em sẽ chiên trứng. Miếng trứng chiên của em á nó cũng đã vàng đều rồi. Để em nhấc xuống nha. Phần ngao còn lại trước khi hấp thái á, em sang sẽ lọc một ít cốt me. Lọc cốt me xong á, em sẽ băm thêm một ít tỏi với lại riềng nữa. Em cắt thêm một ít sả, ớt, rau muống với lại thơm. Giờ em sang sẽ đi hấp nghêu. Dầu nóng em cho tỏi với lại riềng vào. Em sẽ dùng màu dầu điều để mà cho cái màu nó được đẹp. Em cho tiếp sả với lại ớt. Em sẽ cho tiếp thơm vào đây. Xào một xíu thôi. Em cho tiếp nước luôn. Sẵn em cho gia vị vào đây. Em cho một chút xíu đường, gừng ớt, tương cà, nước mắm với lại cốt me nữa.
Em sẽ cho tiếp ngao vào để mà hấp luôn. Để nắp lại cho ngao nó được chín. Phần nghêu của em á, nó vừa chín tới á, em sẽ cho rau muống vào. Ngao hấp thái của em á cũng xong rồi. Em sẽ múc nó ra một cái tô. Cho thêm mấy cái lá é đỏ nữa. Cá bò hòm á, do thịt của nó ngon sẵn rồi cho nên em sẽ không chế biến cái gì cầu kỳ nữa. Em sẽ đem đi nướng. Ăn kèm với lại cá bò hòm nướng á, em sẽ làm một chén muối ớt xanh. Để làm muối ớt xanh á, em sẽ cắt nhỏ ớt chuông với lại cải xanh. Thêm đường, muối, bột ngọt, sữa đặc với lại nước cốt chanh. Em sang cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay để mà xay cho nó mịn. Cái này là do ban nãy em sang quên bỏ hạt ớt á, cho nên nó sẽ hơi cay một xíu. Cô chú anh chị nào mà muốn bớt cái độ cay á, thì cái lúc cắt ớt xanh á, bỏ bớt đi cái phần hạt nha. Cá nó cũng chín rồi á, để em gấp ra cái dĩa rồi mời mẹ đi ăn cơm luôn nha. Ăn cơm mẹ ơi. Trời cũng trưa rồi, gia đình của em cùng mời cô chú anh chị ăn cơm với nhà em nha. Xin mời. Mời cả nhà, mời mẹ, mời chị ăn cơm nha. Mời mẹ ăn cơm. Chuyện gì đó, chuyện gì có ấy đầu bắp gì á. Trứng á mẹ, trong đó có ngao với lại có bắp. Ăn cho nó ngọt ngọt. Vì ngao của mình nó có vị ngọt mặn rồi. Bỏ bắp vô nó ngọt ngọt nữa, là vừa. Muối thanh cô làm hơi cay nha mẹ, mẹ cho nó thôi nha. Tại nãy con làm con quên bỏ bớt cái hộp ấy. Cái hộp mình mà đã xay ra thì nó rất là cay luôn. Quên đi chứ, thấy là phải bỏ bớt cái hộp ha. Chấm ghẹ ngon á. Dạ. Rồi chấm ghẹ chấm tôm ngon không? Chấm hải sản hả? Ngon. Cái này là dừa dừa này, chấm xì dò mới ngon. Ngon quá. Giờ này bụng đói gì ăn gì nó cũng ngon á. Cậu con đói bụng luôn quá. Cậu em đói bụng hả? Bụng. Nói em cũng đem lên trà sữa không mà. Vẫn chưa đủ đó hả? Bò đi kêu bò về đi. Bông bông hả? Bò hồn. Bò hồn luôn. Nhưng mà cái hình này lạ ha. Cái trên cái gì ta? Cái vây của nó nhìn giống như là cái tổ ong mấy phi nè. Bông bông bông. Nó có cái hình lục giác á. Trắng vậy trời.
Trời ơi, thịt gà đại dương mà. Mỗi lâu lâu mới có, phải ngày nào cũng có đâu. Trời, miếng chả nó dày thì có sang vui luôn á. Xưa ra biển đào con nhằn chằn nó về xong đầu bầm chim chả ăn. Ừ, ngon quá. Ngon. Bỏ trứng vô ngon quá. Mày đều hơi cực ha. Ở giữa chục trăm mấy chục nước ấy. Hồi kết xưa, không à. Hồi xưa biển mình nhiều lắm. Giờ hết rồi. Giờ nó cạn quá. Giờ hết rồi. Giờ cần thức ăn cho tôm á. Nó mới chả chỉ không bằng hay sao. Một bên nó mỏng, một bên nó dày. Mèo có bắp ăn ngon ha. Tưởng như nghe nó hơi mặn mặn, bắp nó ngọt, nó vừa vị luôn, đâu bỏ như thêm. Ngon lúc nào nó mặn tại nước biển. Dạ. Có gì nấu ở đó đừng không đổ mắm, đổ chút ba chút đường thôi. Trời kéo mày hả? Mày mưa. Sáng sớm 4 giờ còn vậy là còn khó thở. Còn chỗ rồi hôm nay mưa. Hiện tới, hiện tới. Chắc chắn là mưa luôn, trời ơi, cái lũ mũ của chị nó nhảy lắm. Hiện tới, hiện tới. Ngon mẹ. Ngon. Hành của này ngon, chưa chưa ngon ngọt. Ngon mát quá. Ừ, miếng cá sáng, ngon á. Cá ngon. Ủa, trắng thiệt á. Chấm ít thôi, chấm ít thôi, cay cay cay. Không tanh luôn nha, không tanh luôn á. Tanh đâu, ngon mà. Thơm lửng luôn. Rồi cá nướng cá này cũng dễ nữa, chó phần này nó cứng nè. Không sợ cháy đâu. Da này cứng. Cá này cũng nhiều màu. Nhiều lõi. Con nghe Phi nói là mấy con bự bán rồi nó chịu đúng không? Đúng rồi. Bự mắc tiền á. Loại mà một con một ký á. Ừ. Mấy người nó chịu á. Sốc đầu á. Chắc đâu bán cho mấy nhà hàng hả? Cá bò này bà con nhớ mua về ăn đáng đồng tiền. Ăn nó thơm thịt. Mà con thấy cũng khó tìm đúng không? Lâu lâu mới có chứ đâu phải lúc nào cũng có đâu. Thơm ngon. Mà cái này em cần chi biết nhiều ấy. Một là hấp, hai là nướng thôi. Chị vô quán ăn lúc nào cũng gọi một cái hấp thái như vậy nè. Nó ăn nêu á. Chị chua chua ngọt ngọt á. Hấp xả thì nó chỉ thơm thôi. Còn hấp thái sẽ chua chua ngọt ngọt. Ăn ngon hơn. Từ cái chỗ đó chị sang. Mà người ta bỏ tắt vô. Ồ. Còn mình là mình thích ăn chua chua có vị me á. Mình nấu. Không có chỗ người ta bỏ tắt. Ngon không? Bởi vì nấu này chị có nói với em chua chà nấu cái này xong rồi bỏ thêm gói mì tôm vô là ngon luôn. Nhìn cái nước nó đã đỏ hay chê là cái nước mình nấu mì tôm nữa. Trúng miếng giò. Quá ngon. Gia đình của em cùng chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những lúc sau hay hơn nha. Bà con nhớ xem like, bấm nút con gái tôi nha. Bye bye. Hẹn gặp lại.